Có lẽ khi xem manga, bất kỳ ai cũng sẽ đều bất ngờ khi biết rằng Luffy đã đánh bại Kaido và trở thành một tứ hoàng, và chắc chắn là điều đó cũng đã xảy ra với những người sống trong thế giới One Piece, đặc biệt là những người thân quen biết đến Luffy. Hẳn sẽ có vài cái tên cực kỳ sốc khi biết rằng Luffy bú rơm mà họ từng biết đã trở thành một tứ hoàng hùng mạnh, đúng không nào? Chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi biết rằng Luffy đã trở thành một tứ hoàng. Shang, thành thực mà nói thì không cần phải đoán, vì chúng ta đều biết Shang và băng tóc đỏ của anh phản ứng với việc Luffy trở thành tứ hoàng như thế nào. Trong họ vui vẻ chưa kìa, bất kỳ ai cũng đang rất háo hức để có thể gặp lại cậu nhóc thú vị năm nào ở làng Fusa. Và với những chiến công gần đây mà Luffy đã đạt được, thì cậu đã hoàn toàn có đủ điều kiện để gặp lại ông chú tóc đỏ của mình năm xưa rồi. Tất nhiên không chỉ có Luffy mong muốn được gặp lại Shang, mà như đã thấy ở chap 1054, thì các thuyền viên của băng tóc đỏ cũng rất háo hức giống như cậu vậy. Không biết là khi gặp lại nhau rồi thì mấy ổng sẽ làm gì đây? Chắc là không phải lao vào đánh lộn với thằng cháu này đâu nhỉ? Tuy nhiên đó là những phần còn lại của băng tóc đỏ, còn Shang thì khác. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ để thấy ông chú vô cùng tự hào với nguồn đầu tư của mình trước đó đã phát triển tới tận bây giờ. Tuy nhiên những gì mà Shang đã nói ở chap 1054 thì họ đã không đi gặp Luffy ngay và luôn, mà phải giải quyết chuyện ở nhà trước rồi mới gặp cậu sau. Mặc dù chuyện đó có liên quan đến anh em của Luffy, nhưng chắc là nó sẽ không ảnh hưởng miếng nào đến sự vui mừng và tự hào mà Shang đã dành cho cậu khi trở thành tứ hoàng đâu nhỉ. Ace. Đúng là Ace đã chết và Ace đã không còn. Nhưng các bạn có tự hỏi sẽ ra sao nếu như anh cả Luffy biết được rằng thằng em mình ngày nào đó còn bám theo sau đích, bây giờ đã trở thành một tứ hoàng hùng mạnh rồi không? Còn gì có thể diễn tả được sự tự hào này nữa đâu, đúng không? Nếu để ý thì từ trước tới giờ, bất kỳ khi đi đến đâu, Ace cũng đều khoe với mọi người xung quanh rằng mình có đứa em tuyệt vời như thế nào. Thậm chí là ngay cả trong tù đang bị giam giữ, Ace cũng không hề ngần ngại kể cho bạn tù nghe về đứa em trai yêu quý. Và cũng nhờ có Ace đã Bia giới thiệu danh tiếng của Luffy trước ở khắp nơi, nên tại đảo Onigashima, Luffy mới sẵn có một đồng minh cực kỳ chất lượng như vậy để giúp cậu đánh bại Kaido. Chứ còn nếu không thì chắc là Luffy và Yamato sẽ có một trận so tài cực căng trước khi họ có thể ngồi lại và bàn luận về việc làm thế nào để có thể đánh bại được Kaido. Giống như Ace và Yamato lúc trước vậy, bản thân Ace mà nói thì anh không đủ khả năng để có thể đánh bại được một tứ hoàng. Và rồi sau đó, còn về trở thành thuyền viên của một tứ hoàng hùng mạnh khác nữa. Nhưng với Luffy thì lại khác. Có lẽ người vui mừng nhất khi Luffy trở thành tứ hoàng chắc chắn là Ace, vì cậu không chỉ càng ngày càng đạt được những mục tiêu mà Luffy đã nói trước đó, mà hiện tại, danh hiệu vua hải tặc đối với Luffy bây giờ chẳng còn cách là bao xa nữa. Nhờ việc trở thành tứ hoàng của Luffy, Ace phần nào đã đỡ lo lắng hơn về cậu em trai của mình lúc trước. Và mặc dù là bây giờ, mộ phần của Ace đã xanh cỏ rồi, nhưng mình vẫn có thể thấy được sự vui mừng của anh khi biết tin em trai của mình trở thành một tứ hoàng rồi đấy. Kobe. Mặc dù mọi người luôn bị cười chê với việc bản thân có thể bắt kịp được Luffy sau này, nhưng mà phải nói là trong giới hải quân thì có thể xem Kobe là fan cuồng nhiệt của Luffy rồi đúng không? Bởi chẳng có một đại tá hải quân nào lại sáng cả mắt ra khi đọc bài báo viết về một hải tặc có nguy hại cho chính phủ như thế hết cả. Bởi vì thế nên, việc Kobe vui mừng trước sự phát triển vượt trội và trở thành tứ hoàng của Luffy là điều dễ hiểu. Nhưng đây, ngoài việc là tin mừng, thì đối với Kobe, nó cũng chẳng khác nào tin buồn cho cậu cả. Bởi lẽ giờ đây, làm cách nào để Kobe có thể bắt kịp được Luffy nữa đây? Trong khi bản thân Luffy đã trở thành một trong bốn kẻ quyền lực nhất ở tầng thế giới, thì Kobe vẫn còn dưới quyền của bốn cấp khác của hải quân mới có thể trở nên ngang hàng được với Luffy. Bởi lẽ để đánh nhau ngang ngửa được với một tứ hoàng, thì đô đốc hải quân hiện tại có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm, đúng không? Tuy nhiên, thế giới cũng có người này người kia, không phải ai cũng giống như ai. Ví dụ như Garp, mặc dù chỉ là một phó đô đốc, nhưng chúng ta đều biết khả năng của ông còn vượt trội hơn các phó đô đốc khác rất nhiều lần. Hay với Smoker, cùng với các phó đô đốc không nổi trội khác, thì mặc dù là phó đô đốc, nhưng có thể dễ dàng bị trên cơ bởi một thất vũ hải như lúc còn ở Pearl Hazard hay Amazon Lily. Thậm chí là có người còn là một đô đốc hải quân, nhưng lại rén lên sợ hãi và bỏ chạy khi đối đầu với tứ hoàng. Và vì khả năng và sức mạnh của mỗi người là khác nhau, nên chúng ta khoan hãy vội đánh giá sức mạnh của Kobe ngay bây giờ. Mà biết đâu được, với việc được gáp huấn luyện trong thời gian lâu như thế, thì Kobe có thể vươn lên vị trí dẫn đầu, như thầy mình lúc xưa thì sao, đúng không? Nhưng với chuyện đó thì chắc là còn lâu, vì bây giờ cứ vui mừng cho Luffy trước cái đã. Dân làng Fusa cùng sơn tặc của Da Đen.
Để mà nói, thì còn React nào xứng đáng hơn với việc Luffy trở thành tứ hoàng ngoài React đến từ những thành viên ở quê nhà của cậu đúng không? Đặc biệt là ông trưởng làng, người luôn luôn phải đối diện với việc trở thành hải tặc của Luffy. Mặc dù ổng quan tâm tới Luffy lắm, nhưng vì ông nội của Luffy là anh hùng hải quân, nên ông trưởng làng không mấy ủng hộ việc trở thành hải tặc của tên nhóc này lắm. Và rồi bây giờ, khi cậu đã trở thành một tứ hoàng, thì chắc chắn trưởng làng cũng cạn lời mà không biết nói gì luôn. Bên cạnh đó thì mình nghĩ rằng dân làng cũng rất hào hứng trước tin Luffy trở thành tứ hoàng, đặc biệt là Makino. Không ngờ rằng cậu bé ngày nào bây giờ cũng oai nghiêm tới như thế. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên nhắc đến Daden cùng những anh em khác của hội sơn tặc vương quốc Goa. Có lẽ 2 năm trước, tin Ace chết thực sự là một cú sốc lớn cho họ. Và rồi 2 năm sau, tới lượt Sabo có tin dữ. Và rồi ngay sau đó là tin về tứ hoàng Luffy. Khỏi phải nói là tình hình ở Fusa bây giờ căng như dây đàn vì họ bị xoay hết thông tin này tới thông tin khác. Nhưng sau khi đọc phải thông tin xấu của hai thằng anh thì việc Luffy trở thành tứ hoàng phần nào đã khiến tinh thần của họ được nâng lên rồi đấy nhỉ. Shiraoshi, đảo người cá. Việc Luffy trở thành tứ hoàng chắc chắn là một tin không thể nào mừng hơn đối với đảo người cá. Bởi vì sao? Vì trước khi rời khỏi đảo này, Luffy đã có một lời thề rất là hay. Đó chính là đã đích Big Mom và thay thế mụ ta trở thành người bảo hộ cho đảo người cá. Và khi tin tức ở trên mặt đất xuống được đảo người cá, thì người dân hải sản sẽ vui mừng không thể tả khi mà Luffy cuối cùng cũng có thể thực hiện được lời hứa lúc trước mà cậu đã nói. Có nghĩa rằng là Luffy đã đánh bại được Big Mom và thay thế mụ ta trở thành người bảo hộ cho đảo người cá hiện tại. Và không còn gì vui mừng hơn vì trước đó Luffy đã từng cứu đảo người cá một lần rồi. Bên cạnh đó thì việc trở thành tứ hoàng của Luffy cũng sẽ khiến cho tinh thần của Shiraoshi được tốt hơn. Thần tượng của cô đã trở thành một trong những người mạnh nhất của biển cả. Và khi đó, vũ khí cổ đại Poseidon sẽ có thêm nhiều động lực để tự mình phát triển bản thân và trở thành đồng minh đáng tin cậy cho Luffy sau này. Gap. Có thể nói rằng, từ lúc Luffy có được cho cậu số tiền thưởng đầu tiên thì cuộc đời của Luffy cũng đã dần dần phát triển và lên hương từ thời điểm đó. Và đối với những người thân thiết quen biết Luffy, ai cũng đều vui vẻ ủng hộ cậu. Nhưng tuyệt nhiên có một người phản ứng rất dữ dội về chuyện này, đó chính là anh hùng hải quân Gap. Đằng nào, ông làm hải quân, cháu thì đi làm hải tặc, mà không phải là một hải tặc bình thường. Đằng này, Luffy đã trở thành tứ hoàng luôn mới đỉnh. Có thể thấy là từ góc nhìn của Gap, thì đứa cháu của ông đã trở nên không thể dạy dỗ được nữa rồi. Nhất là từ khi đã thẳng tay đấm ông mình vào 2 năm về trước, thì việc có thể trở thành tứ hoàng đối với Gap bây giờ, có thể xem Luffy là kẻ thù của ông luôn rồi. Và rõ ràng nhất có thể thấy, bây giờ nếu hai ông cháu gặp lại nhau thì sẽ không có chuyện ông để cháu dạy như hồi còn ở Water 7 nữa đâu. Bởi lẽ từ bây giờ, khi Gap đối đầu với Luffy sẽ là một hải quân với hải tặc thực sự và Gap sẽ làm mọi cách để bắt thằng cháu mình lại để không bị cấp trên khiển trách. Cơ mà chắc là ông cũng không cần phải tốn công như vậy vì chúng ta đều biết một đô đốc nào đó đã bỏ chạy khi phải đối mặt với một tứ hoàng nên là họ sẽ không trách cứ Gap nếu như ông từ chối đánh nhau với tứ hoàng mũ rơm hiện tại đâu đúng không? Sabo. Mặc dù bây giờ cả hai đã đi trên những con đường khác nhau với mục tiêu và lý tưởng sống khác nhau, nhưng về tình cảm anh em thì chắc chắn là không có gì có thể chia cắt được hai người họ. Dù hoạt động bên mảng giải cứu thế giới, nhưng Sabo vẫn luôn theo dõi và tự hào về những chiến công của Luffy. Và với Luffy thì dù có là một hải tặc, cậu cũng chẳng quan tâm lắm tới việc bà quân cách mạng đang làm. Chỉ được cái là Luffy cũng thích đi giải cứu người vô tội như anh trai và cha của mình thôi. Việc Luffy trở thành tứ hoàng cũng rất khác biệt so với những người khác. Cậu trở thành tứ hoàng vì cứu người, nên rõ ràng là Sabo và quân cách mạng sẽ rất tự hào về chuyện đó. Chỉ có điều đó là khi mà Sabo đọc được tin tức về việc Luffy trở thành tứ hoàng thôi, chứ hiện giờ thì có lẽ là không phải là lúc, bởi lẽ Sabo mới từ thánh địa trở về, nên sẽ không có rảnh thời gian để bà đọc báo đâu. Nhưng mà lâu lâu ngó qua một tí mà thấy được em trai của mình trở thành tứ hoàng, thì chắc là tham mưu trưởng quân cách mạng sẽ cười cả ngày luôn đấy. Bartolomeo. Lại nói đến fan cuồng Luffy, chúng ta đều có thể thấy rằng chỉ riêng việc là một trong những thành viên đồng minh của Luffy thôi mà Bartolomeo đã làm những điều không tưởng như đi đốt cờ của người khác và gắn cờ của Luffy lên rồi. Vậy nên hãy tự hỏi xem nếu bây giờ cậu Bao Gà biết được thần tượng Luffy Senpai của mình đã trở thành tứ hoàng thì hắn còn lỗ tới mức nào nữa? Chắc là không lỗ tới mức đi tấn công người thường để khoe khoang, bành trướng sức mạnh giúp cho Luffy được đâu nhỉ?
Nói gì thì nói, mặc dù là fan cuồng, nhưng có lẽ Bartholomew không hoàn toàn hiểu được tính cách của Luffy. Cậu thích gì và ghét gì là những điều mà Bartholomew không biết. Đúng là như vậy, bởi nếu không thì thằng cha này đã không đi đốt cờ của người khác như thế. Mà đằng này lại là một người cực kỳ quan trọng với Luffy nữa chứ. Vậy nên khả năng cao, Bartholomew sẽ không biết đến việc Luffy ghét bọn ỷ lớn hiếp yếu tới mức nào. Và vì như thế nên, Bartholomew sẽ đi khắp thế giới và khẳng định vị thế của tứ hoàng Luffy bằng cách tấn công và khoe khoang cho mọi người khắp nơi thấy. Và nếu có chuyện đó xảy ra, thì ai cũng đều thấy rằng Bartholomew đang làm xấu mặt Luffy tới thế nào. Hy vọng rằng Bartholomew sẽ không cuồng quá mà làm những chuyện thừa thãi nhỉ. Rayleigh. Với việc trở thành tứ hoàng của Luffy thì có thể nói là Rayleigh chắc chắn là sẽ rất tự hào vì đệ tử của mình đã dần dần đến gần danh hiệu mà bản thân của ông đã từng đạt được trước đó. Thậm chí là chỉ cần nhìn Luffy trưởng thành thôi là Rayleigh đã không thể kiềm được nước mắt rồi. Đừng nói đến bây giờ, ông đã chứng kiến Luffy trở thành một tứ hoàng. Chắc là không còn từ nào để có thể miêu tả được sự tự hào của Rayleigh nữa đâu đúng không? Và thế hệ trước dần đi qua để thế hệ trẻ dần lên ngôi. Và chắc chắn, Rayleigh cũng đã thấy điều đó trước cả khi Luffy trở thành tứ hoàng luôn cơ. Vì nếu không thấy sự đặc biệt gì từ cậu, thì Rayleigh đã không đứng ra chỉ dạy cho Luffy như thế rồi đúng không? Boa Hancock. Và cuối cùng chính là người mà chúng ta tò mò nhất, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Để mà nói về độ yêu thích dành cho Luffy thì có thể thấy Boa Hancock hoàn toàn ăn đứt Bartholomew rồi chứ còn gì nữa. Chúng ta đều biết tình cảm của cô dành cho Luffy lớn tới thế nào. Và thêm một điều nữa là Boa Hancock hoàn toàn đổ gục Luffy bởi sự ngầu lòi và không quan tâm tới mọi thứ như cậu. Đến cả thiên long nhân còn đấm được thì nói gì đến tứ hoàng. Hẳn là nữ hoàng hải tặc sẽ nghĩ như thế và tương tự cả buổi tối chỉ vì tin tức Luffy trở thành tứ hoàng cho mà xem. Và nói về Hancock thì không biết là tình hình hiện tại của cô như thế nào, không biết là Copy đã giải quyết được Boa chưa hay là bị cô cho đo đất trong nhà giam luôn rồi. Tuy nhiên, dù là gì đi nữa thì có thể thấy rằng hiện tại ở đảo Amazon Lily có đến hai người thân thiết với Luffy đang có mặt ở đó luôn phải không nào? Lãng quạng đang đánh nhau mà thấy tình Luffy thành tứ hoàng, cả hai lại không quay sang để ăn mừng cùng nhau luôn đấy chứ.